Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Lễ khai giảng năm học mới ở một số trường học trên địa bàn tỉnh. Các địa phương đơn vị trong tỉnh tích cực ứng phó với mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 5 tháng 9, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng một số trường học ở nơi cao có điều kiện đã khắc phục khó khăn để tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đến động viên chia sẻ với học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên các trường học. Tại thành phố Đồng Hới, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chung vui ngày hội tựu trường với giáo viên và học sinh trường tiểu học số 1 Nam Lý, đến thăm chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú và trường mầm non Hoa Hồng. Phát biểu chúc mừng tập thể giáo viên và học sinh trường tiểu học số 1 Nam Lý nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao thành tích mà nhà trường đạt được và mong muốn trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2019-2020. Đồng thời, tập trung chuẩn bị tốt cho việc cải cách giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai trong năm học 2020-2021. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của bậc học tiểu học trong quá trình hình thành nền tảng kiến thức cho học sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng dạy học đi kèm với giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Cũng trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm và chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường mầm non Hoa Hồng thành phố Đồng Hới. Cũng trong sáng nay, ngày 5 tháng 9, tại xã Cư Nẫm, huyện Bố Trạch, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường Trung học phổ thông Hùng Vương. Phát biểu tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Hùng Vương đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời mong muốn trong năm học mới 2019-2020, trường Trung học phổ thông Hùng Vương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên, học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức nhân cách, lối sống cho học sinh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, trường Trung học phổ thông Hùng Vương cần xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trường ngày càng vững mạnh, luôn đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy. Cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, thực hiện phương châm mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức để cho các em học sinh noi theo. Các em học sinh của nhà trường cũng cần xác định rõ mục tiêu và động lực học tập đúng đắn, chăm chỉ rèn luyện, nắm vững những kiến thức được truyền thụ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí Trần Thắng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để trường Trung học phổ thông Hùng Vương ngày càng phát triển về mọi mặt. Sáng nay tại huyện Quảng Ninh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Hải Ninh, thăm và chúc mừng thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Hải Ninh và trường Trung học phổ thông Ninh Châu. Là trường học đóng trên địa bàn xã biển, trường tiểu học Hải Ninh gặp không ít khó khăn thiếu thốn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vượt khó, cán bộ, giáo viên và học sinh xã biển Hải Ninh đã giữ vững và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong công tác dạy và học. Tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt 100%, duy trì đơn vị đạt phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ mức độ 3. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến trống khai giảng trường năm học mới 2019-2020, tặng hoa và quà cho đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường. Dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến động viên chúc mừng năm học mới đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Hải Ninh và trường Trung học phổ thông Ninh Châu. Để phát huy thành tích học tập năm học 2019-2020, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên các trường phát huy những kết quả năm học qua, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, đội ngũ nhà giáo, cán bộ, công chức là tấm gương sáng về đạo đức, sáng tạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Kiến Giang, huyện Lệ Thủy nhân dịp năm học mới. Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Kiến Giang đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị
Thời gian tới, trường Trung học cơ sở Kiến Giang cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tích cực thực hiện các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của trường tiểu học Xuân Thủy và trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy. Trong sáng nay, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng thời gian, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Tại buổi lễ, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Năm học vừa qua đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. 100% học sinh được xếp loại văn hóa, xếp loại hành kiểm khá giỏi. 100% học sinh lớp 12 thi đỗ trung học phổ thông và đạt được điểm sàn để đỗ vào các trường đại học trong cả nước. 32 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia. Tại lễ khai giảng năm học mới, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ vào quỹ khuyến học của trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp để giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Do điều kiện thời tiết nên toàn huyện Bố Trạch có 29 trên 113 trường học không thể khai giảng được, trong đó có 9 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở. Đây hầu hết là các trường thuộc các xã ven sông Son. Đến dự lễ khai giảng tại một số trường, lãnh đạo huyện Bố Trạch yêu cầu các trường tiếp tục quy hoạch, hoàn thiện quy mô mạng lưới, loại hình trường lớp phù hợp với điều kiện từng địa bàn, tập trung kiểm tra sâu về chất lượng dạy và học, phương pháp dạy học của giáo viên về mức độ chuyển biến chất lượng dạy học, tăng cường các giải pháp để tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, đạt kết quả cao trong các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đồng thời giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo nội dung dạy học đạt yêu cầu cơ bản, thiết thực, có chất lượng cao. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với chương trình giáo dục thường xuyên và các biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học. Trước mắt, ưu tiên của huyện Bố Trạch là tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra để ổn định việc dạy và học trong thời gian sớm nhất. Sáng ngày 5 tháng 9, trường phổ thông dân tộc nội trú Minh Hóa đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Đây là một trong số những trường học trên địa bàn huyện Minh Hóa ít chịu ảnh hưởng của mưa lũ nên tổ chức được lễ khai giảng. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Minh Hóa hiện có hơn 140 học sinh là con em của đồng bào người dân tộc Chứt, Sách, Mày, Rục, Hùa, sống ở các xã biên giới Dân Hóa, Trồng Hóa, Hóa Sơn, Thường Hóa của huyện Minh Hóa về đây theo học ở các khối lớp 4, lớp 6 đến lớp 9. Trường học là một trong những chế độ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước dành cho người đồng bào dân tộc ít người ở huyện Minh Hóa. Trong nhiều năm qua, trường luôn là địa chỉ giáo dục tinh kế đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh có năng lực học tập, đạo đức tốt, sau này cống hiến dựng xây quê hương. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có một người chết, một người mất tích và ba người bị thương. Toàn tỉnh Quảng Bình đã có gần 1.500 hộ dân bị ngập lụt và chia cắt ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch và Lệ Thủy. Về thiệt hại tài sản, huyện Quảng Ninh có 55 hecta ao nuôi, trong đó có 5 hecta nuôi tôm vụ ba và 50 hecta nuôi cá lược ngọt bị ngập, 21 lồng cá bị chết, hơn 400 hecta lúa đã bị ngập nặng, chủ yếu ở các xã Duy Ninh, Hàm Ninh và Vĩnh Ninh, 100 hecta lạc và 15 hecta sắn ở Trường Sơn bị nước tràn cuốn. Ở huyện Lệ Thủy có 45 hecta diện tích rau màu bị thiệt hại trên 70% ở xã Hồng Thủy. Ở xã Lâm Thủy có 10 con trâu bò bị chết do chăn thả tự nhiên. Ở thị xã Ba Đồn có một số diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã Quảng Minh bị sốc nước. Một số xã có diện tích thủy sản chưa thu hoạch hết có khả năng bị nước tràn gây thiệt hại. Chính quyền địa phương ở hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa đã di dời hơn 1.000 hộ dân tránh lũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo, cung cấp lúc 17 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh có 106 trên 588 trường lùi thời gian khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, đến nay các xã ở Tuyên Hóa đã di dời dân 422 hộ với 1.575 khẩu. Ở các xã Văn Hóa, Đức Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Mai Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa, Cao Quảng. Trên địa bàn huyện có 1.040 nhà bị ngập, nhiều công trình và km kênh mương bị sỏi lở, bồi lấp. Nhiều đoạn trên quốc lộ 15C, cầu tràn Khe Nung, xã Thanh Hóa, cầu tràn và đường vào xã Thiên Thạch,
cầu Thanh Châu, xã Châu Hóa, đường Cao Quảng đi Quảng Sơn bị ngập, chia cắt. Đường Châu Hóa đi Cao Quảng sạt lở nhiều đoạn, ước tính trên 300 mét. Nhiều tuyến đường liên thôn, nội đồng bị sạt lở nghiêm trọng. Toàn huyện có 60/70 trường phải nghỉ học. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa và các xã, thị trấn đã tập trung lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động đối phó và khắc phục hậu quả. Sáng nay ngày 5 tháng 9, lượng mưa trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã giảm, mực nước sông Danh xuống nhẹ, nhưng hàng ngàn hộ dân vẫn ngập chìm trong lũ. Trong sáng nay, 60/70 trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã cho học sinh nghỉ học. Chỉ có 2 trường tổ chức lễ khai giảng là trường tiểu học số 2 Đồng Lê và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Hóa. Nhận định được lũ sẽ xuống chậm, huyện Tuyên Hóa đang chỉ đạo các ngành địa phương bám sát tình hình, sẵn sàng cơ động phương tiện để ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu, đồng thời cung cấp đồ ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân các vùng bị chia cắt ngập sâu, không thể đi lại được. Đến thời điểm này, toàn bộ 10 xã vùng Nam và các phường dọc sông Danh như Quảng Phong, Quảng Thuần, Quảng Phúc của thị xã Ba Đồn đã bị ngập sâu trong nước lũ. Đến sáng ngày 5 tháng 9, trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã có gần 4.000 nhà dân bị ngập, trong đó có 775 nhà bị ngập trên 1 mét, hơn 200 hecta hoa màu và rau bị hư hại, nhiều diện tích nuôi trồng bị mất trắng, các tuyến đường ở xã vùng Nam bị chia cắt cục bộ. Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ba Đồn đang tích cực đôn đốc người dân sơ tán các vật dụng quan trọng, gia súc, gia cầm và lương thực đến nơi an toàn. Đồng thời cũng cảnh báo người dân không nên di chuyển trên các tuyến đường như tỉnh lộ 559 đi cả xã vùng Nam, các tuyến đường liên xã, các trục đường nội thôn bị ngập lụt để đảm bảo an toàn. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho hơn 2 tấn cá của người dân thôn Phổ Ninh, xã Duy Ninh bị chết. Gia đình tôi thì năm nay là nuôi được là 4.000 con. Do cơn bão số 4 và áp suất nhiệt đới nước trên nguồn là nó đổ về, cho nên bây giờ là cá nó có thể là thất thu chết hoàn toàn. Dân bây giờ hết sức khó khăn, vốn thì nằm tại ngân hàng, vay ngân hàng, cho nên thì cũng là dân ở đây nhờ nhà nước. Ngay sau khi nhận được thông tin, Hội nông dân xã Duy Ninh đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai một số giải pháp cấp bách nhằm cứu số cá còn lại. Hiện nay trên địa bàn xã Duy Ninh thì có 18 hộ đang thực hiện cái mô hình nuôi cá lồng trên sông. Với cái số giống ban đầu thả là 29.700 con giống, thì trong những ngày qua với cái lượng mưa rất lớn trên địa bàn xã, lượng cá lồng đã chết là trên 2 tấn và bây giờ thì cá đang tiếp tục chết, còn cái số lượng chết bây giờ thì tiếp theo nữa thì chưa xác định được. Thì với cái tình hình như trên thì Hội nông dân xã cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân thu hoạch những cái số lượng cá còn lại để thu hồi những cái vốn đã đầu tư ban đầu. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 5 tháng 9 năm 2019, khu vực thị trấn Hồng Lê trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 78% đến 95%. Khu vực thị trấn Quy Đạt trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 78% đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 81% đến 90%. Khu vực Phong Nha trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 78% đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 81% đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét.